cái vườn đó là phải của anh thôi, vườn đó của anh phải làm lại rồi đó anh ơi. Có mà, có cái quần. Dạ anh hỏi là má anh là có cảm động gì không? Có. Trời dữ dằn chưa. Hả? Bà đó là tên là đang làm gì vậy Tiên? Làm mình làm máy vậy? Làm mình. Trời ơi. Nói chuyện đàng hoàng ơi, trời nói chuyện vậy kì vậy. Mời anh đó. Hỏi anh rồi chừng nào anh mới qua. Chừng nào anh mới qua vậy? Sao em? Chừng nào anh mới qua? Qua cái bữa, 14 em ơi. Mình năm mới 19 à. Sao qua lâu vậy? Hỏi anh rồi sao mà anh ngủ anh ở gãy mà anh chồn vậy? Cái chuyện mà làm ra luôn. Nhưng ổng nói chuyện đàng hoàng hết trơn, cười hoài. Kêu ổng ơi, kêu nó nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện đàng hoàng tí coi. Nói chuyện đàng hoàng kìa. Hỏi nó coi. Coi là ở gãy sao trốn. Ơ chị đừng quan quá trời. Nè anh Thảo à, em ăn cơm chưa? Nhưng mà anh đã gửi sao trốn vậy? Các bạn ơi, giờ em hỏi là hồi nãy hỏi gì mà phải anh chừng nào mới qua đó chị? Ừ. Hỏi sao anh trốn? Hỏi anh đã gửi sao anh trốn vậy? Cái gì là kinh lỡ lên rồi, cái gì tay em á, rồi từ từ anh kiếm tiền là anh mua lại cái lưới mới luôn. Thì anh nói này có cái lưới không mà tới trốn như vậy, có một tay lưới à, làm gì mà trốn vậy ba bốn bữa. Thì dù gì ba mẹ em cũng đâu có la đâu. À, anh ơi, giờ là đừng có tới cái bữa trung thu thì anh mua bánh lên ba luôn á. Anh có quay không? Hỏi là có không, có mua không? Có mua không vậy? Mua thiệt không? Mua nữa mà bây giờ ăn mua bánh. Em mua trăm lưới lưới qua luôn, mua lưới lưới qua thường thường. Anh có mua lưới qua không? Mua lưới, mua tài lưới á. Bây giờ tính công chuyện này chưa có xong nữa nè. Tính công chuyện chưa xong luôn. Anh mua tài lưới thường cho ba em đi. Mà anh ơi, mua tay lưới thường ba em đi. Mua cái lưới đó hả? Ừ. Thì tới có tiền anh mua cái lưới mới cho anh cầm. Chuyện nào có? Kêu cầm sổ đất đi. Dạ anh đi lục cố gắng đi mà cầm đất rồi có tiền mua luôn. Thôi chừng nào qua. Vậy chừng nào anh qua vậy? Mình chưa biết nữa anh ơi. Trời đất ơi, làm ghế mà nói chuyện kỳ trời. Ông về là ông vợ không có lứt văn nữa. Ông về vợ, không gà ông dặn rồi đó nha, nhanh đi nha. Không có bây giờ được, bây giờ có bọc. Là cả có gì vợ luôn á. Nói ra nào. Giờ đang làm gì vậy? Nói vợ đang nói chuyện với ghế mà nói chuyện gì kỳ vậy? Lộn. Em ơi, nói đi. Anh hỏi em đang làm gì vậy? Đang ngồi nói chuyện với anh chứ đang làm gì. Nói chuyện ngộ một trời. Lộn đi. Thôi, bình thường anh bị lộn ngộ. Gặp gái mất cỡ gì trời. Chốt lại chừng nào qua. Rồi, một cái bữa 14. Tiền hỏi lộn ơi, bữa mà nó chuồn về là chắc tối nó đi bằng gì ra vậy? Bữa mà anh đi về là anh đi về bằng gì vậy? Không biết hả? Bữa anh đi về là có tất là cho mất cái cơ lý đó em ơi. Về đi bây giờ đi bộ hả vậy? Đi bộ ra lỗ hả vậy? Trời ơi là bộ ra bến tàu luôn. Trời. Xa lắm nghe. Bộ luôn hả? Rồi cầm cái bị tím của mà mẹ về đó hả? Dạ. Nó có bị xỉu gì không? Đi bộ mà. Anh cố gắng là mình có tiền là anh mua cơ lý mới cho em luôn á. Nhưng mà anh đi bộ đi có mệt không vậy? Nói gì? Nhưng mà anh đi bộ có mệt không á? Có.
Thôi thôi, anh nhớ mẹ hay vậy? Anh đi làm rể 3 năm mà mới có 3 ngày anh giọt rồi, anh nhớ mẹ hay vậy? Hỏi cái tiên, anh nhớ mẹ hay vậy? Bộ anh nhớ mẹ hay sao mà về vậy? Dạ, anh nhớ ngờ, nhớ mẹ, cho nên anh vừa anh không ngờ chứ thăm mẹ luôn. Hỏi nó sao đi rồi, bỏ lại cái quần. Hôm qua anh bỏ cái quần lại kìa. Ủa mà anh đi sao bỏ cái quần cái nón vậy? Cái quần đó là phải của anh thôi, quần đó của anh phải lộn lại rồi đó anh ơi. Có mà, có cái quần. Cái quần bướm đi văn lưới mắc mắc cái ta lưới á. Có không? Có. Cái quần nó của anh mà nói gì trời. Tới có bữa 14 rồi anh ra lấy luôn. Ừ. Vậy là bữa 14 qua lấy cái quần ha. Trung thu mà trời. À chú Nguyễn ơi. Nói đi, chứ nói chuyện với Tiên. Nói chuyện với Tiên đây. Rồi nói đi mấy chú nghe nè. Sao? Mấy chú đang nghe nè, nói đây cái vụ gì? À tên anh đang ngồi nói anh cái gì đó. Đúng rồi. Ừ đúng rồi đó. Đó, nhớ nói luôn rồi đó. Giờ anh hỏi là nói anh là có cảm động gì không? Có. Trời dữ dằn chưa? Cảm động mà có khóc không? Đó. Gương. Gưng thôi à? Gưng gưng à, mới gưng gưng à. Gưng gưng không? Ghê không? Dạ, nhưng mà em nói anh cảm động, nhưng mà đừng có khóc à, đừng có la, để bữa 14 là anh ra mua bánh được ba chẳng luôn. Đủ, dữ ta. Kêu mua 10 hộp tiên, 10 hộp em mới chịu. Mua nhiều nhiều. Đừng có buồn đi chân á, có gì em trước các bạn cho anh đi, ngắn chân cho anh đi là anh trở lại được. Ừ. Đúng chưa? Gì? Hỏi gì bạn? Hỏi bạn có nhớ tôi không? Hôm nay anh về bạn có nhớ em không? Sắp vô. Sắp vô gì trời? Nó chưa nghe, nó chưa nghe. Nó không nghe, nó không nghe. Anh ơi. Bây giờ cái lúc mà cái lúc mà anh về bạn có nhớ em không? À, nói gì anh không nghe luôn á. Nó lấn lấn vô, nó lấn lấn. Cái lúc mà anh về bạn á, có nhớ em không? Dạ có, anh ngủ nằm mà nhớ em luôn á, nhớ em muốn chết luôn. Trời ơi, dữ vậy. Dữ mới được. Thầm mơ nhớ luôn trời. Trời nhớ luôn. Anh nhớ em muốn chết luôn. Quá dữ. Nhớ thiệt đó. Tới đây trời ơi, anh trở qua thăm em chút đời luôn. Nào qua. Ừ. Mà bữa đó em thấy anh làm dễ vừa được chưa em? Cũng được. Cũng được mà đụng vô cái nào mắc nó. À đã. Đó không, anh biết em là phá anh rồi đó. Đụng vô cái nào cũng mắc hết trơn á. À mà đừng có nghe nào. Giờ phải cắn lên nè em ơi. Dạ là bảo em mượn máy của chú Nguyễn Anh gì cho em. Dạ đúng. Cho luôn rồi. Nguyễn đang nói chuyện á, đưa máy cho Tiên nói chuyện với em á. Chừng nào mà mỗi mình bóng lại lấy cái quần về luôn. Ừ. Đâu có qua đây rồi, đâu có cho lấy về ở đây luôn. Ừ. Trời, bữa làm dễ 3 năm luôn phải không? Ừ. Ừ quên nữa, bữa mẹ của bé Tiên nói là em chùn về mà không nói với ông bà gì vợ tiếng nào hết trơn, đòi thêm 3 năm nữa là 6 năm á lợm ơi. À, vậy là tới ra, tới ba có gì chủ lỡ với Phương rồi chủ lỡ với ông bà vợ luôn. Ờ. Mà ông bà về vợ thêm 3 năm nữa là 6 năm đó nghe. Dạ. À Tiến ơi, Tiến. Hả? Em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn dưới gao, anh cho tiền mua cá đi. Trời ơi. Nà, thấy mặt không trắng không? Bữa nay anh đi làm mặt rồi đó, anh đi chuyện mộng rồi đó nè. Rồi sao? Rồi còn chuyện gì tao nói với anh nữa không? Nói đi. Anh đi trả lời. Bây giờ là hỏi anh chừng nào anh qua đó. Bây giờ anh qua sớm đi, không thôi là ông bà già vợ giận dữ lắm nghe. Ờ, ok, em hỏi đi. Hỏi là chừng nào qua, kết thúc. Chừng nào anh qua vậy?
có bữa 14. Hôm mai qua được. Kìa, mai qua được không kìa? Dạ được, mai qua cũng được. Đi ba gác qua đây. Sao? Đi xe ba gác qua. Còn mấy đi xe lôi qua đây. Đi xe ba gác sao được kìa? Rồi, rồi qua năn nỉ ông về vợ sao? Qua năn nỉ, qua năn nỉ về vợ sao? Hỏi nó coi. Dạ. Hỏi nó coi qua năn nỉ về vợ sao? Nhưng anh đã tới là bữa 14 rồi, anh mới bấm tâm ra luôn. Hỏi nó mời qua năn nỉ về vợ sao nè. Mà anh qua năn nỉ. Con mà mời qua mới được, trời đứng có công chuyện bên đây chưa có xong nữa nè. Trời ghê vậy. Công chuyện gì vậy? Hỏi công chuyện gì đi. Đứng công chuyện bên đây chưa có xong nữa. Công chuyện gì á? Công chuyện gì á? Hỏi cho lời luôn. Nó không nghe. Ẩm thôi đó anh. Hả? Trời chú Hiệp ơi. Ơi. Trời ơi chú ăn cơm chưa? Ăn rồi. Chú Quy Phiên mà có ai có không chú Hiệp? Quy Phiên hả? Thảo. Dạ, giờ tập trung hỏi bé Tiên kìa, bé Tiên còn dặn cưng đó. À, tôi ơi. Năn nỉ bé Tiên đây. Tôi ơi. Hả? Bà chú Nguyện quay ra vậy em? Chú Thảo. À, có ăn rồi á. Lo năn nỉ, lo năn nỉ vợ mình kìa, không lo, lo nói gì hoài trời. Năn nỉ Tiên kìa, Tiên dặn kìa. Bây giờ anh ông nữ em mà chủ trì là anh với em cũng là vợ chồng mà em từng có nhận âm nghe không? Là khai lỡ cho anh nghe không? Chưa có lấy mà. Mới làm gửi mà vợ chồng. Mới làm gửi rồi trời đâu mà lấy mà kêu vợ chồng ngọt xớt kìa trời. Thương quá thương nha. Anh phải về trả về anh đi quên chứ có nào á em đừng có buồn á. Thôi xin lỗi rồi ha. Quá ơi. Quá ơi. Ơi. Giờ là ngoại giờ là con vợ có đâu rồi? Em biết đâu. Đi đâu rồi? Em đi dặn rồi, dặn lộn rồi. Em đi hai chung muốn rồi. Giờ là chừng nào mới chừng nào muốn thôi. Bây giờ con xin phép ngoại cho con được dẫn Tiên đi chơi trong thôn cái bữa 14 ngoại. Con hỏi mẹ với cha nó chứ ngoại đâu có quyền con. Con thông cảm đi. Ha. Ủa? Ừ. Với là ngoại đang ngà, với là ngoại đang ngà đúng không? Ừ, rồi ăn thua cha với mẹ nói vậy chứ ngoại đâu có ăn thua gì đâu. Con mượn, à. Con mượn, con hỏi thẳng với mẹ đó, ha. Dạ. Tiên nó dặn em rồi. Ừ. Dễ mà em chuồn về đó dặn rồi. Sao anh hỏi sao? Em đang ở rễ mà em chuồn về nó dặn rồi. Đâu có đâu. Nói em mua cái lồng đèn con thỏ cho em mà em ở rễ em chuồn về dặn em luôn rồi. Trời trời nữa, để hôm qua lại, để hôm qua ngủ chuồng bò tiếp mà. Qua ngủ chuồng bò tiếp hả? Dạ. Dạ không cần ngủ chuồng bò, ngủ chuồng trâu đi con. Rồi thì bây giờ kêu năn nỉ bà ngoại đi, kêu bà ngoại với dì Tư nói tiếng đi. Anh Thảo ơi. Gì? Chứ để ông năng nữ ngoại chứ mà. Hả? Để ông năng nữ ngoại chứ làm gì tư chứ mà. Ừ, năng nữ ngoại nè, có ngoại đây nè, kêu ngoại nói tiếng vô đây, tiếng dặn dữ lắm. Trời đất ơi. Nói ngoại đây, nói ngoại đây. Đi xong ra hỏi đi. Ngoại ơi. Ông lại bây giờ con đang đẩy lại luôn á. Bây giờ kêu anh Tư nó tha cho con đi là đỡ có gì con qua con nói chuyện với nó sau nha. Có bữa 14 con qua được. Có bữa 14 á. Ờ. Qua đi chung với nó mà nó bây giờ là sao á. Ta chỉ vì một cà cá chắc ăn nha. Nói với mẹ nó. Nói với mẹ. Sao? Ờ. Trai rồi, giờ đấy là trai rồi. Ủa, ba mẹ đó là ngoại. Hả? Ba mẹ đi đâu rồi? Ba mẹ Tiên đâu rồi? Đi đâu không biết nữa. Trời, tao biết.
kêu ngoại nói tiếng vô đây tiền nó dặn gì lắm rồi. Bà ơi, bây giờ ngoại, bà ơi, bây giờ ngoại nói với tôi sao chứ, bây giờ nó dặn con lắm rồi đó. Rồi tao có, tao nói sao giờ, bây giờ cái này qua làm ghế mới có ba bữa bị con dặn dặn rồi đó. Bởi vậy nói vậy đó. Ừ, nói sao cho nó tự dặn chứ, bây giờ dặn con lắm rồi đó. Tại vì mày mà hứa làm ghế mất ba bữa mà chui mất tiêu rồi. Bởi vậy không dặn mày chứ được. Thấy không? À, tôi mà ông ngoại nói làm sao đó, có giờ nó dặn rồi đó. Mày đó. Tại mày nói mày làm ghế mà mất có ba bữa mà chui mất tiêu nó dặn rồi phải rồi. Tiên từ vô nhà. Đúng không? Rồi. Kêu mới tiền qua nói chuyện chứ ơi. Dạ. Kêu ai vậy? Dạ, vậy trời nói chuyện ai vậy? Ở bà ngoại con rồi bà ngoại gì tư rồi nói chuyện kỳ trời. Ngoại ơi. Kêu ra nói chuyện với con trước là ngoại. Tiền nó dặn rồi nó không nói chuyện đâu. Qua xin lỗi nó làm sao đi cho nó tha phải không? Bây giờ về bệnh bán nhà đi. Rồi bán nhà đi rồi qua đây xin lỗi tiền. Không phải bây giờ có bữa 14 là anh tới rớt qua tôi chung khu với tôi rồi, có bữa 14 mà. Bữa nay mấy à? Nay mới 19. Trời ơi nó giận quá trời luôn kìa, không biết nó đi không nữa đó. Nói coi tranh thủ qua liền đi. Qua làm ghế ở ngủ chuồng bò tiếp đây. Bữa 14 ra luôn. Ngủ chuồng bò chứ. Nó giận à. Nay mày hứa làm ghế mới có 3 bữa mày về bển rồi nó giận.